Kính chào tất cả các bạn đã quay lại với kênh Kỹ thuật Cam Sành. Trên màn hình đây là cây cam sành đang trong thời điểm ra bông và bước vào thời điểm số nhị. Đối với cái vườn này là cây 53, tức là sau khi tiến hành cắt trái sẽ kích thích cho cây nó ra một cây đọt và sau đó là tiến hành là xử lý ra hoa bằng cái biện pháp là đầy bằng phủ. Sau thời gian phun tạo mầm và kích thích ra hoa đi dinh dưỡng thì tất cả các cây nó đang trong tình trạng số nhị như thế này. Đây các bạn có thể quan sát thấy đây, tất cả các cây nó đã số nhị ha. Và cái quá trình số nhị của nó diễn ra cũng tương đối đều. Đó, đối với cái này thì nó đã số nhị hoàn toàn rồi. Thì khi chúng ta rung bông như thế này nè các bạn. Đó, những cái trái nó sẽ hiện ra xanh trái và cái khả năng độ trái nó sẽ tốt. Quá trình nhú bông thì nó đều của tất cả các cây trên vườn. Đây các bạn sẽ thấy đây, những cái bông nè nó nhú rất là đều rồi. Thì trong thời điểm buổi chiều này vẫn có côn trùng nó thụ phấn, nhất là ong hết các bạn. Đây ong nó đang thụ phấn nè, cho nên là cái bông của mình trong thời điểm sổ nhị như thế này á, thì chúng ta hạn chế thuốc sâu gây mùi hôi quá nhiều thì nó ảnh hưởng tới quá trình thụ phấn, nó gây chết hạt phấn hoặc là nó xua đuổi côn trùng, nó làm cho cái cây của mình không được cái thụ phấn chéo á. Quá trình thụ phấn chéo thì nó sẽ tăng cái khả năng đậu trái. Hiện tại thì nó đã số nhị một phần hết các bạn. Tuy nhiên nó chưa có số nhị gỗ. Vậy nè, những cái chùm ở phía trên nè, cái lượng bông nó rất là nhiều và đa phần là bông chùm hết. Xét về cái bông và cái bộ lá thì tương đối đầy đủ dinh dưỡng. Đây các bạn quan sát thấy đây, cái lá nó xanh và cái bông nó tương đối mập. Đối với cái quá trình sổ nhị trên cây cam đó các bạn, tức là nó sẽ không có sổ nhị đồng loạt đâu, nó phải sổ nhị trước, sổ nhị sau thôi. Những cái nào mà nó ra trước á, thì nó sẽ sổ nhị trước, đặc biệt là trên cam già, nó sẽ không có sổ nhị đồng loạt một lúc. Trong thời điểm mà nó ra bông như thế này thì chúng ta vẫn tiến hành là phun sâu bệnh định kỳ để giúp bảo vệ cho cái bông của mình nó sáng và cái lá của mình nó sẽ không có bị rẻ các bạn. Tại vì khi cái bông của mình bị nấm bệnh tấn công và đồng thời là cái lá non này nè nó bị rẻ thì cái quá trình đổ trái nó diễn ra không được tốt, cho nên là trong thời điểm này phải phun sâu bệnh định kỳ, bọ chỉ, rẻ lá, vô nấm, vô vi khuẩn, bệnh kháng thư trên bông để giúp cho cái bông của mình nó sáng bóng. Nè, như các bạn cũng sáng thấy đây, những cái bông này là những cái bông nó trong tình trạng sáng bóng nè, nó đầy đủ dinh dưỡng. Đó, cái này là đi dinh dưỡng lần thứ hai, được khoảng cỡ 5 ngày rồi. Thì tất cả các cây nó đã bật bông nhiều như thế này các bạn. Do trong quá trình đầy bằng phủ á, cây nó thiếu nước trong thời gian dài, rồi sau đó mình tiến hành là kích lại thì cây nó bật mạnh thôi. Và đồng thời là cái bộ rễ nó khỏe nữa. Đây, tất cả đều nhú bông hết chưa? Con số cái nó đã sổ nhị rồi. Đa phần những cái đọt phía trên nè các bạn, nó ra rất là gộ ha. Do chủ yếu dinh dưỡng tập trung lên trên, nó đẩy những cái bông ra rất là mạnh. Đây, cho nên nín bông là nín ở phần dưới thôi, chứ những cái phần phía trên này dễ gì bị nín bông.
quá trình tung phấn của cây thì nó diễn ra vào buổi sáng, nhưng mà sau khi tung phấn, cái quá trình thụ phấn nó đã diễn ra xong rồi. Tuy nhiên mà vào buổi chiều đó các bạn, thì cái quá trình tung phấn hoặc là cái quá trình sổ mật, sổ nhị của nó vẫn diễn ra tiếp tục, cho nên là vào buổi chiều đa phần mình đi thăm vườn nó sẽ có cái mùi thơm do mật hoa nó tiết ra rất là nhiều. Trong thời điểm như thế này thì cái vấn đề nước tưới thì chúng ta vẫn luôn là tiến hành là tưới giữ ẩm các bạn, giúp cho cái clip của mình nó thật là ẩm. Khi cái clip nó ẩm thì cái quá trình hút nước, hút dinh dưỡng của nó mạnh, thì lúc đó cái cây của mình nó sẽ bật mầm hoa rất là nhiều. Đây còn tình trạng rễ nè. Cây nó ra rễ tương đối ổn hết các bạn. Đây những con ong nó đang thụ phấn, nó góp phần cho cái quá trình đậu trái, tức là nó sẽ lấy phấn từ cái bông này sang cái bông khác thì sẽ tăng cái khả năng đậu trái rất là nhiều. Đôi khi thí dụ như cái bông của mình, cái bông này nó nhỏ, nó ốm, nó thiếu sức sống thì hạt phấn nó không có mạnh, nhưng mà nó được con ong này hoặc là những côn trùng khác nó lấy phấn từ cái bông khác qua thì lúc đó là cái trái của mình nó sẽ tăng khả năng đậu trái rất là nhiều các bạn. Cho nên là trong thời điểm này đừng có nên phun những cái dòng thuốc sâu mà quá hôi, nó sẽ gây ảnh hưởng tới cái quá trình hoạt động của côn trùng, nhất là những con ong á. Khi bông nó đã sổ nhị như thế này thì cái vấn đề phòng sâu bệnh là chính thôi, chứ không có tiến hành là phun dưỡng nữa, tại vì mình đã tư vấn nhà vườn tiến hành là phun giải độc rồi thời điểm trước đó rồi. Khi nó ra bông này chỉ cần quản lý cái vấn đề bệnh trên bông, tháng thư, chủ yếu là tháng thư thôi, còn rễ thì rễ trên lá. Hiện tại thì cái quá trình sổ nhị nó diễn ra là cũng tương đối nhiều rồi. À,
đây là cái vị trí mà cái cuốn cắt trái ở thời điểm trước đó các bạn, tức là sau khi cắt trái thì sẽ tiến hành lấy cây đọt. Tuy nhiên mà ở thời điểm đó thì cái cây đọt nó ra sẽ không có đều, có một số cái nó nín lại. Tuy nhiên ở thời điểm này thì nó sẽ bung ra được bình thường này ha. Những cái tược này nè, về sau năm sau thì sẽ tiến hành làm bông nữa, hoặc là trong cái thời điểm mùa thuận gần Tết thì nó sẽ bật mầm bông thuận thôi. Đó, cho nên là sau khi tiến hành làm bông chúng ta đi dinh dưỡng đầy đủ thì tất cả các cây nó sẽ bật mầm rất là nhiều. Như những cái này nè, vị trí như đây nè các bạn thấy ha, dinh dưỡng đầy đủ quá cho nên nó lên mầm nè, nó không có ra bông, tuy nhiên mà nó lên mầm chồi rất là nhiều. Thì cây đọt nó ra nhiều, cái rễ nó ra nhiều, từ đó nó sẽ khỏe, nó sẽ tổng hợp chất dinh dưỡng từ lá nó đưa xuống cây thì cái quá trình nuôi trái diễn ra sẽ được rất là tốt. Vì cái bộ tàn trà thì nó vẫn còn bình thường trong quá trình làm bông hết các bạn. Ở vườn này thì vẫn tiến hành là phá lá nhẹ thôi, nhưng mà tiến hành là kích mạnh để cho cái bông nó bật. Cho nên các bạn thấy nè, cái tỷ lệ rớt lá của nó không có nhiều. Khi mà nó ra cây này nữa thì cái bộ tàn nó tương đối tròn rồi, nó đang kín lá rồi. Những cái bông ở vị trí trên cao đó các bạn, nó luôn mập ha, và nó luôn đầy đủ dinh dưỡng. Tại vì chủ yếu là dinh dưỡng vận chuyển lên cho nó hút thôi. Thì cho nên là cái bông nó mập, nó sáng hơn so với những cái bông trước ở dưới. Cho nên là tỷ lệ đậu trái của nó cũng rất là cao nữa. Nè, như các bạn thấy này, những cái bông nó rất là mập đây. Và đa phần là những cái cây này ở những cái vị trí trên cao là bông chùm là đa số. Nước tưới thì vấn đề ở thời điểm bông như thế này thì sẽ tưới nước vào cái buổi sáng là nó sẽ phù hợp, còn buổi chiều này thì mình dịch tưới được bình thường, nhưng mà tưới ở thời điểm là lúc còn nắng đó. Khi mà hết nắng thì cái liếp của mình nó phải khô hết các bạn, lá phải khô để nó sẽ không có gây ra cái tình trạng nấm bệnh gì trên bông hoặc là trên lá. Đây rễ nè, các bạn có thể quan sát thấy ha, tất cả nó ra đầu rễ trắng rất là nhiều, chứng tỏ là cái rễ nó khỏe và cái quá trình hút dinh dưỡng của nó sẽ mạnh. Rồi sau đó thì cái quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng lên nó mạnh, nó làm cho cái bông của mình bật thật là nhanh. Về cái cách tưới nước thì nó cũng ảnh hưởng rất lớn tới cái quá trình mà phát triển bệnh trên lá hoặc là trên bông rất là nhiều các bạn. Nếu như mà các bạn lấy cây đọt đi mà cứ tưới nước vào buổi chiều tối á, thì cái cây của mình nó rất là dễ bị bệnh lá, rẽ lá này kia đó. Còn bông này cũng vậy, tưới vào thời điểm chiều tối á, nhắc tối ẩm độ nó cao quá thì nấm bệnh nó sẽ phát triển, nó tấn công, nó làm cho cái cây của mình bị rẽ lá. Còn bông này thì nó bị tháng thư. Cho nên là khi đi thăm vườn vào buổi sáng á, thì các bạn quan sát những cái cây nào mà nó đã sổ nhị rồi á, hoặc là nó đang trong quá trình sổ nhị á, mình xem cái bông, nếu nó sáng là được, là an toàn. Còn nếu như cái bông của mình nó không có sáng mà nó bị đen đen có tơ nấm dán trắng, cái đó là nấm tháng thư tấn công, thì phải có cái biện pháp là phòng trị kịp thời để hỗ trợ tốt cho cái quá trình đậu trái. Nhất là sau cái thời điểm sổ nhị đó các bạn, nếu như mà cái cây của mình nó không có rớt cánh bông á,
là điều kiện thuận lợi để cho nấm tháng thư nó tấn công cái cánh bông đó, rồi nó làm ảnh hưởng tới cái trái của mình, nó gây ra rụng trái rất là nhiều. Tức là cánh bông là cái nơi mà có nhiều chất dinh dưỡng nhất, cái nấm bệnh nó tấn công rất là dễ nhất. Cho nên là nếu sổ nhị mà gặp điều kiện nắng tốt á, gió thổi qua thổi lại mà cái cánh qua bông của mình nó rớt xuống á, thì cái quá trình đổ cháy nó sẽ diễn ra rất là ổn. Còn nếu cánh bông mà nó bị dính ở trên cây á, trên bông á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái quá trình đậu cháy rất là nhiều. Thứ nhất là cánh bông nó sẽ không có tiếp xúc được với phân thuốc, rồi nó không có tiếp xúc được với ánh sáng, và đồng thời là nấm bệnh nó tấn công thêm cái nữa, nó sẽ làm cho bị dễ bị rụng cháy. Còn cái quá trình bật bông trên cây cam sành đó các bạn, tức là sau khi mình tiến hành xử lý qua, muốn cây nó bật thật là gọ, thật là đều á, thì cái vấn đề là phục hồi bộ rễ nó rất là quan trọng. Nếu như bộ rễ nó được phục hồi hoàn toàn á, sau cái thời gian mà các bạn tiến hành làm bông đi phân đi thuốc lại á, thì cái cây nó hút dinh dưỡng mạnh, thì cái quá trình bật mầm nó diễn ra rất là nhanh. Còn nếu như bộ rễ của mình nó không có được ổn đó các bạn, thì cái bông nó cứ bật chậm và nó bị nín bông. Cho nên là muốn cho cái cây của mình nó bật mầm bông thật là nhiều á và đều á, thì trước tiên á, các bạn phải ưu tiên về cái vấn đề là phục hồi bộ rễ sau khi chúng ta tiến hành làm bông. Đó, khi mà bộ rễ nó phát triển thật là khỏe á, thì cái lúc đó cái cây của mình nó hút dinh dưỡng rất là nhanh đó các bạn. Thì cái quá trình bật bông nó diễn ra sẽ rất là nhanh. Đó, cho nên là cái khâu chuẩn bị rễ rất là quan trọng, như nãy mình có mô rễ cho các bạn thấy đó. Là cái bộ rễ nó khỏe như vậy đó, thì cái quá trình hút dinh dưỡng nó diễn ra rất là nhanh. Cái bông nó bật nhanh mà quá trình sổ nhị nó cũng nhanh nữa, rồi nó sổ nhị đều nữa, sổ nhị tập trung nữa, thì cái quá trình đậu trái nó sẽ diễn ra rất là tốt. Đây, những con ong nó đi lấy mật nè các bạn. Đây, như các bạn thấy nè ha, cái bộ rễ nó rất là ổn nè. Đầu rễ nó luôn trắng sáng ha các bạn. Khi mà trong quá trình kích bông á, cái cây nó ra nhiều rễ như vậy đó, thì cái vấn đề hút dinh dưỡng của nó rất là mạnh, và đồng thời cái yếu tố pH đất nó cũng rất là quan trọng ha các bạn. Phải cân bằng được cái yếu tố pH đất trước khi mà tiến hành là kích bông. Đó, khi mà cái pH nó ổn định á, nó nằm ở mức trung tính từ 5 tới 7. Thì khi mình đi dinh dưỡng vào á, cái cây nó hút rất là mạnh, thì cái bông nó bật mạnh thôi, nó sẽ không có bị tình trạng là nín bông. Đó, cho nên là đó là một cái lưu ý. Thì để cho cái cây nó bật mạnh á, thì nó phải hút mạnh, mà hút mạnh thì chúng ta cần phải chuẩn bị các yếu tố gì rễ, và đồng thời là các bạn có thể là bổ sung những cái dinh dưỡng ở trên lá để cho cây nó hút mạnh. Thì mình có thể phun những cái chất chung vi lượng này kia, hoặc là những cái chất giải độc, những chất hữu cơ đó các bạn. Thông thường theo quy trình của mình thì sau khi tiến hành phun phá lá để kích ra bông, thì mình sẽ tư vấn cho nhà vườn là tiến hành là phun giải độc trên lá 1, 2 hoặc 3 lần, 2 hoặc 3 lần tùy theo tình trạng cây. Thì lúc đó cái lá nó thức, nó tỉnh hết trơn, thì cái quá trình bật mầm bông nó diễn ra rất là nhanh. Nó số nhị cũng khoảng từ 10 tới 30% rồi. Đây, đối với những cây này thì cái quá trình bật mầm của nó diễn ra rất là gọn các bạn. Và số nhị cũng gọn nè.
Ở thời điểm này thì những chú ong đang làm việc rất là chăm chỉ các bạn, góp phần thụ phấn cho cái cây cam sành của mình. Cái vấn đề mà sử dụng côn trùng ong hoặc là những cái loại côn trùng khác thụ phấn cho cây trong cái thời điểm sổ nhị này nó rất là quan trọng. Đối với nước ngoài là người ta rất chú trọng cái vấn đề này các bạn. Người ta sẽ thành lập những cái công ty nuôi ong riêng á, rồi thí dụ ở thời điểm mà cây nó sổ nhị như thế này nè, người ta sẽ đem những cái lồng ong xuống rồi cho nó thụ phấn trong cái thời điểm đó. Rồi thì tối khi thụ phấn xong á, nó về ổ á, thì người ta sẽ bắt về thôi. Nhưng mà đó là đối với cái trường hợp là cái vườn phải không có xử lý sâu thuốc sâu bệnh gì hết. Là phải đảm bảo là khi người ta đem cái đàn ong xuống thì nó sẽ không có bị ảnh hưởng về thuốc gây chết đàn ong của công ty người ta. Còn đối với một số nghiên cứu bên nước ngoài á, người ta khẳng định rằng là nếu muốn phá hủy một cái nền nông nghiệp nào đó hoặc là nền nông nghiệp của toàn cầu luôn đó các bạn, thì không cần phải sử dụng phân thuốc quá chất gì chứ, chỉ cần tiêu diệt hết những con ong là cái nền nông nghiệp của mình sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Cái nguyên nhân là nó sẽ không thụ phấn được, thì từ đó cái năng suất của mình nó sẽ bị giảm. Rồi sau đó là năng suất giảm thì lương thực không có, thì nó sẽ dẫn đến các vấn đề khác. Nó là một chuỗi cái quá trình, cho nên là cái vấn đề thụ phấn bằng côn trùng nó rất là quan trọng. Đối ở nước ngoài người ta rất là chú trọng cái tình trạng đó. Cho nên là trong thời điểm mà sổ nhị như thế này nè, thì mình đừng có nên phun những cái loại thuốc sâu có xông hơi, thì nó ảnh hưởng tới cái quá trình thụ phấn. Mình cứ để gì đi, cho ong nó thụ phấn phụ một phần. Tuy cây cam là cây tự thụ phấn, tuy nhiên mà nếu có côn trùng nó thụ phấn giữa bông này qua bông kia thì cái quá trình đậu trái nó diễn ra rất là tốt. Ong nó sẽ đem những cái hạt phấn từ cái bông có hạt phấn không phẻ sang những cái bông hà có sang những cái bông khác, đem hạt phấn từ những cái bông mà nó phẻ nó bự sang những cái hạt phấn mà cái bông nó nhỏ, thì nó sẽ góp phần trao đổi phấn, thì cái đó góp phần tăng đột trái thôi. Đối với những nhánh mà có kiến vàng như thế này nè các bạn, không có con sâu gậy nào mà có thể tấn công hoặc ong nó có thể thụ phấn hết trơn á. Tuy nhiên mà những nhánh này ở đầu trái rất là tốt nha, do có kiến vàng á thì nó sẽ bảo vệ cái bông của mình rất là ổn. Đây, cái tỷ lệ ra cũng tương đối ổn hết các bạn. Và cái lá nó đang trong tình trạng xanh. Để cái cam của mình nó ra qua gỗ á, nó bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố như nãy mình nói á. Cái vấn đề là dễ độc hoặc kích rễ. Và đồng thời thêm một yếu tố nữa là cái thí dụ cái cây của mình mà nó cái mang cái lượng trái ở trên cây rất là nhiều đó các bạn. Thì cái cây của mình nó sẽ bật mầm hơi chậm ha. Do đầu tiên là cái cây nó sẽ hút dinh dưỡng, nó đưa lên trái trước, rồi sau đó là cái lượng dinh dưỡng dư thì nó mới truyền qua cho bông thôi. Cho nên là những vườn mà mình mang nhiều trái thì cái quá trình nhú bông nó sẽ diễn ra chậm hơn. Cho nên là ở trong những vườn đó thì mình cần phải lưu ý là chúng ta phải tiến hành là đi dinh dưỡng từ đủ cho tới dư, thì cái lượng dinh dưỡng của mình nó mới có đủ sức nó bơm cho bông, nó bơm cho cành, cho nhánh, thì lúc đó cái khả năng ra bông nó mới gỗ. Chứ còn không thôi thì nó sẽ bị rất là dễ bị nín bông hết các bạn. Nín bông tức là cái tình trạng cái mầm mình phun mình tạo mầm nó đã lên mầm hết trơn á, tuy nhiên mà cái dinh dưỡng nó thiếu á hoặc là nó cạnh tranh,
những cái nào ra trước thì nó cạnh tranh, nó ép những cái ra sau thì nó gây ra tình trạng nín bông thôi. Cho nên là thông thường mình nói đi dinh dưỡng, kích dinh dưỡng mạnh đó, nó rất là quan trọng. Rồi, đó là một số chia sẻ ngắn về cái quá trình tiến hành làm bông đối với cây cam sành 53 và cái biện pháp nuôi bông. Để được tư vấn hỗ trợ kỹ thuật tận vườn thì các bạn có thể liên hệ mình qua số điện thoại để được tư vấn cụ thể hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.